thưa quý vị sáng nay tại quận liên triểu thành phố Húng, đà nẵng tập đoàn mikajiki nhật bản chính thức khai trường đưa vào hoạt động khách sạn mikajiki thuộc khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đà nẵng mikajiki đến tham dự sự kiện khai trường có nguyên các đại diện lãnh đạo trung ương ông trần văn minh phó tổng thanh tra chính phủ ông hoàng thái dương cục trưởng cục phòng chống tham dũng. về phía nhật bản có ông yamada takio nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam ông Hiroshi Fukada, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía hết tỉnh Hà Nam, có bà Lê Thị Thủy, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, và bà Đinh Thị Lụa, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Nam. Tham dự sự kiện, về phía hết thành phố Đà Nẵng có ông Lương Quyện Bình Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Quang Nam, Trần Phước Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hốc, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố. Tập đoàn Mikazuki Nhật Bản đã chính thức đưa vào vận hành tất cả các hạng mục của khu nghỉ dưỡng và giải trí hết cao cấp Đà Nẵng Mikayuki. Dự án này có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng, nằm trên bãi biển Xuân Thiều của thành phố Đà Nẵng, với diện tích 13 hecta. Theo đó, khách sạn Mikayuki có quy mô 22 tầng, gồm 294 phòng tiêu chuẩn và siêu diện tích phòng từ 70 đến 400 mét vuông. Các phòng nghỉ đều có ban công riêng và bồn tắm ngoài trời, được trang trí theo phong cách Nhật Bản, tạo ra một không gian ấm cúng và độc đáo. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ghi nhận đánh giá cao tập đoàn Mikazuki Nhật Bản đã cố gắng tập trung nguồn lực để triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cũng cho biết, vấn việc hoàn thành và đưa vào vận hành khối khách sạn đã tạo nên quần thể du lịch đồng bộ, cung cấp hạ tầng dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, trở thành điểm đến hết sức thú vị dành cho người dân và du khách, góp phần giải quyết việc làm và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố. Với cơ sở vật chất của Mikazuki, lãnh đạo thành phố mong muốn Mikazuki sẽ cùng thành phố tham gia đăng cai tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Về phía chính quyền thành phố Đà Nẵng, Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và cam kết tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh có hiệu quả tại Đà Nẵng với những nỗ lực của chính quyền thành phố và sự năng động sáng tạo của tập đoàn Mikasuki. Chúng tôi tin tưởng rằng Mikasuki sẽ thành công với những kế hoạch của mình trong tương lai. Dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí hết cao cấp Đà Nẵng Mikasuki tại quận Liên Chiểu không chỉ mang lại sản phẩm du lịch mới cho thành phố Đà Nẵng để du khách trải nghiệm văn hóa và dịch vụ chuẩn nhật mà còn có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và thành phố Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng. Sắp tới, hết, tập đoàn Bika Nhật Bản sẽ triển khai đầu tư một số dự án mới tại Đà Nẵng như cầu đi bộ Phố đêm tại quận Liên Chiểu. Tập đoàn Bika Nhật Bản sẽ phối hợp với Đà Nẵng để hoàn thiện thủ tục khởi công dự án trong năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản.